mời mọi người tham quan nơi mà Sky đang sống nha. I hit record a job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm căn phòng đầu tiên mà Sky muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là căn phòng ngủ của Sky. Thì Sky có một cái quan điểm là phòng ngủ chỉ là nơi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta relax thôi, không phải là nơi chúng ta ăn rồi chúng ta làm việc ở trên đấy. Cho nên là Sky sẽ cố gắng làm sao mà để trong phòng ngủ của mình nó đơn giản nhất có thể luôn. Sky sẽ không bao giờ mà để tivi rồi để máy tính, những cái thiết bị điện tử ở trong phòng nhiều. Đây, xung quanh phòng của Sky thì Sky giới thiệu bạn sơ sơ ha. Ở đầu giường là sẽ có một cái tủ ban anh nè, rồi có một cái đèn ngủ rất là dễ thương. Đèn ngủ này Sky rất là thích nha, nó có thể đổi màu được luôn. Rồi một cái máy xông tinh dầu khá là mạnh, cho mùi rất là tốt luôn các bạn. Rồi đây là đặc biệt, đây là một cái chiếc hộp. Các bạn nhìn thấy là một chiếc hộp bình thường đúng không? Thì thật ra nó là chỗ để mà để những cái dây điện lằng nhằng á các bạn. Thì các bạn có bao nhiêu dây điện các bạn cứ để hết trong đấy, là nó chỉ lòi ra mỗi mấy cái cục sạc này thôi. Nhìn cái phòng mình nó sẽ gọn gàng rất là nhiều. Phía bên này thì Sky sẽ để một cái kệ sách nho nhỏ để những cái cuốn sách mà Sky hay đọc thôi. Một cái máy lọc không khí nha các bạn. Cái máy này chỉ dành cho những cái căn phòng nhỏ là dưới 15 m² thôi. Còn những cái căn phòng lớn hơn thì chúng ta phải cần một cái máy bự hơn nữa thì nó mới lọc hết không khí được. Một cái đàn guitar, cái đàn này thì nó gắn bó với Sky là từ những cái năm cấp 3, những cái năm mà gọi là đi đánh đàn guitar ở trường cũng vui lắm. Thì giữa cái lối đi trong phòng á, thì Sky sẽ đặt một cái piano nho nhỏ này. Thì nó như là một cái món đồ rất là có giá trị tinh thần trong phòng của Sky. Cái cảm giác mà khi các bạn đánh piano, cái ngón tay mình lướt trên phím đàn đúng là kiểu lướt luôn đó các bạn. Các bạn cảm giác rất là bay bổng, y như là mình đang bay, mình đang phiêu theo những cái giai điệu đấy vậy đấy. Cảm giác stress và lo âu nó thì nó tan biến trong cái khoảnh khắc đó, rất là dễ chịu luôn. Cho nên là Sky cực kỳ rất là thích piano. Thì đồ đạc thì Sky sẽ để ở cái tủ âm tường này nè các bạn. Thì đây là một cái bộ sưu tập legging mà Sky đã từng chia sẻ với mọi người ở trên YouTube đó. Thì đây các bạn có thể thấy là tất tần tật những cái quần legging mà Sky đã sưu tập từ 6 năm nay á, thì có những cái quần á, bây giờ thì chắc người ta cũng không bán nó đâu, do là cũng rất là lâu rồi. Và những cái quần đó là những cái quần rất là quý giá của Sky. Ví dụ như là chiếc quần này nè các bạn, nó rất là lâu rồi nha, cách đây chắc cũng phải 6-7 năm rồi đó, mà bây giờ Sky vẫn mặc bởi vì chất liệu vẫn còn tốt. Những cái chiếc legging này là một trong những cái báu vật của Sky luôn đó. Nó chính là một cái niềm động lực để mà Sky tập mông cũng như là ra những cái vlog mông cho mọi người. Rồi ok, vậy thì chào mừng các bạn đã đến với căn bếp của Sky, một cái căn bếp rất là sexy. Thì các bạn có thể thấy là căn bếp set đèn y như là đi bar vậy các bạn. Thường thì Sky sẽ không có mở đèn đâu, nhưng mà khi mà quay trên vlog á, thì cái màu đèn nó làm cho căn bếp nhìn nó nổi bật, nó đẹp hơn. Sky rất là thích cái căn bếp này bởi vì đây các bạn thấy không, nó có một cái đào bếp màu trắng này, nơi mà Sky sẽ quay vlog về nấu ăn hay gì đấy thì các bạn có thể nhìn vô trực diện rất là đẹp luôn. Thì căn bếp của Sky đơn giản lắm các bạn. Sky nấu ăn cũng không cầu kỳ, cho nên là thường thì Sky sẽ có khoảng ba cái nồi, cái chảo thôi, thêm một cái nồi chiên không dầu. Thì do thì Sky ở có một mình thôi cho nên là Sky không có xài nồi bự. Rồi một cái microwave nè đó, rồi nồi cơm điện, rồi máy xay sinh tố. Có hai loại tinh bột mà Sky không thể nào ăn thiếu được, đó chính là gạo trắng này và yến mạch này. Rồi có thêm những cái hạt mix để mà ăn kèm với yến mạch vào buổi sáng. Thì Sky thường dành ra 30 phút để mà Sky lau chùi dọn cái bếp của mình là các bạn. Thì cái việc lau chùi bếp đó, nó sẽ giúp cho Sky xả stress nè. Những lúc mà kiểu mình làm việc nhiều rồi chóng mặt, nhức đầu, ngồi máy tính nhiều các bạn, đi dọn bếp nha, đi rửa chén, đi dọn bếp, lau chùi là tự nhiên dọn xong thấy cái bếp nó sạch sẽ, tự nhiên đầu óc của mình cũng thoải mái hơn. Đó chính là một cái tips của Sky á, cho nên là các bạn nào mà đang bị cảm giác là bức bối thì có thể đi dọn dẹp giống như Sky để mà mình có thể xả stress cũng như là cân bằng lại cái đầu óc của mình. Rồi đây là nơi mà Sky làm việc nè mọi người. Căn phòng này sẽ tích hợp cả nơi luyện tập cũng như là nơi mà Sky làm việc luôn. Thì đây các bạn hãy nhìn thấy là do là tập cho nên là Sky lót thêm cái thảm cao su để mà cái phòng của mình nó không có gây ồn cho những cái phòng ở dưới á, mình đang ở chung cư á, nó cũng rất là ảnh hưởng. Thì những cái tạ ở đây nè, có những cái tạ đơn nè, rồi một cái rack để mà tập những cái bài compound căn bản thôi, nó không thể nào mà nó có đầy đủ dụng cụ như là phòng gym bình thường được. Thì đây, một cái bàn làm việc của Sky, một cái iMac. Cái iMac này là Sky đã dành dụng tiền phải gần 3 năm để Sky mua được nó, nên là nó một cái báu vật rất là quý giá của Sky luôn. Bên kia là một cái biểu ngữ rất là hay, đó chính là you are much stronger than you think. Một cái câu mà mỗi lần mà Sky kiểu như Sky bị đau mút á là Sky sẽ nhìn vào cái câu đó để Sky vực dậy cái tinh thần của mình. Rồi ở dưới các bạn thấy một cái găng tay, một cái câu chuyện rất là đặc biệt luôn, đó chính là nó nhắc nhở cho Sky là hồi xưa lúc mà Sky học taekwondo, một cái môn võ, thì Sky học đến ngày thứ hai thì Sky bị đá vô đây các bạn, đá rất là mạnh luôn, rồi phải đi nhập viện luôn các bạn. Thế là Sky sợ luôn á, kiểu như là Sky sợ những cái môn nào mà nó đá đấm luôn đó. Thì khi mà lớn lên rồi thì Sky bắt đầu đăng ký một cái lớp boxing. Thì cái găng tay đó là cái găng tay đầu tiên của Sky luôn. Thì sau khi mà học xong cái lớp đấy thì Sky cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều, kiểu như là đó chỉ là một cái môn tự vệ thôi, cho nên là mình không nên sợ nó mà mình phải đối diện với nó. Cái găng tay nó nhắc nhở cho Sky là những cái nỗi sợ hồi bé của mình đó, thì mình không có nên sợ nó hoài như vậy, mình phải đối diện với nó. Rồi một cái căn phòng rất là đặc biệt mà Sky muốn khoe với các bạn luôn, các bạn sẽ thấy quen thuộc nha. Sky sẽ zoom vô các bạn thấy nè. Đó, đây chính là nơi mà Sky quay những cái tập vlog của mình. Đó, ngay cái không gian đấy là cái clip tập mông luôn. Nhà bạn nào mà có một cái khoảng không gian thì các bạn có thể mua những cái thiết bị này các bạn. Mua một cái dây, hai cái dây mini band nè. Những cái bài tập mông của Sky các bạn có thể đeo cái dây này vô, cực kỳ vào luôn nha các bạn. Nó sẽ tăng cái độ khó, cũng như là kiểu như là các bạn đang mang thêm tạ các bạn. Rồi một cái dây resistance band dài này là để chúng ta tập những cái bài về lưng, rồi những cái bài về cơ, nói chung là những cái bài lưng, rồi những cái bài vai, ngực cũng tập được cái dây này các bạn, cũng bán rất là nhiều nơi nha. Rồi các bạn có thể mua thêm vào mấy cái tạ mini nhỏ này, một cái dây nhạy. Còn đây là cái ghế để mà các bạn tập ngực các bạn, rồi các bạn tập mông đùi cũng dùng cái ghế này được, cũng khá là rẻ nha. Các bạn có thể mua thêm cho Sky cái dây chia nè, cái dây này để tập rất là nhiều bài các bạn, ví dụ như tập ngực nè, rồi tập cardio, tập rất là nhiều bài. Cái dây này khá là hiệu quả khi mà các bạn ở nhà. Chúng ta bây giờ thì phòng gym cũng chưa có mở, cho nên là các bạn hãy mua cái dây này. Cái dây này tầm có 300-400 là các bạn có cái dây này rồi, rất là tiện nha. Sau này thì Sky sẽ chỉ các bạn cách tập cái dây này nha. Nhà bạn nào mà có không gian đó các bạn hãy mua nha. Cái này nó cũng không có chiếm diện tích nhiều nha các bạn. Rồi nói chung là nguyên cái đống này chắc hết triệu là cùng á. Các bạn có thể, nếu mà được thì các bạn có thể mua nha. Có gì Sky để cái link cho các bạn tìm mua, rất là dễ kiếm. Cũng đã kết thúc xong cái buổi home tour của mình ngày hôm nay. Thì Sky cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến cuối clip nha. Còn như hôm nay thì Sky muốn mọi người kết nối với Sky nhiều hơn thông qua những cái vlog thường ngày của mình. Nhưng mà quan trọng nha, mọi người vẫn phải kết hợp chế độ là tập luyện cũng như là ăn kiêng giúp Sky nha. Sky đã làm rất là nhiều vlog luôn. Thì Sky có những cái góp ý gì cho Sky cũng như là góp ý về nội dung như đấy, các bạn cứ comment cho Sky nhé, để mà Sky sẽ làm tốt hơn những cái nội dung sau này trên vlog của mình. Rồi và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn, và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.